Xin chào cả nhà đã đến với lại kênh Lê Cúc Kênh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món chè mà chúng ta nghe cũng vừa quen mà vừa lạ. Đó chính là món chè đậu xanh bí đao, hoặc là chè đậu xanh nấu bí ha. Đối với món này thì hồi nhỏ mẹ mình hay được bà nấu cho ăn món này, nên mẹ mình cũng nấu cho mình ăn thử món này và cảm thấy rất là ngon ha, rất là mát nữa. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món này. Thì nguyên liệu cũng cực kỳ đơn giản thôi ha. Ở đây mình có đậu xanh nguyên hạt nè. Và nguyên liệu tiếp theo đó chính là bí đao. Thì các bạn có thể lựa bí già, hoặc là không có thì chúng ta dùng bí bình thường cũng được, không sao hết. Đó, thì mình sẽ lấy cái phần thịt bí như thế này để nấu chè. Lát nữa là mình sẽ cắt sợi ra nữa ha. Rồi chúng ta cần có thêm là ở đây mình dùng là đường phèn và đường thốt nốt. Các bạn có thể dùng đường cắt cắn cũng được ha. Nói chung là tùy theo khẩu vị của chúng ta. Ở đây mình có giảm thêm một ít muối nữa, đối với món chè này cũng vậy ha, mình sẽ giảm một ít muối cho nó đậm đà hơn. Và ở đây mình có thêm vani, mình sẽ dùng nửa ống vani thôi. Mình sẽ dùng một chút vani thôi cho nó thơm. Đó, rồi nguyên liệu rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số nguyên liệu cần thiết cho món chè đậu xanh nấu bí. Bí thì mình sẽ sắc sợi. Món này đặc biệt đó là bí nó cũng mát nữa ha. Mình hay thường nấu xăm bí đao. Các bạn có đã xem những tập trước á, mình đã dạy các bạn là làm trà bí đao. Rồi mình nấu canh nè. Nói chung là bí làm được rất là nhiều món. Và đặc biệt bí rất là mát ha. Mình nấu kèm với đậu xanh nữa là thôi quá mát rồi. Phần bí cũng đã chuẩn bị xong ha, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nấu chè thôi.
Mình thấy đậu xanh mình đậu chín nữa ha. Rồi mình sẽ vớt bớt bọt đi. Bước tiếp theo mình sẽ cho bí vô luôn. Lát nữa bí chín bí nó sẽ cong, nó rất là nhìn rất là ngon ha. Thường bí già thì khi mà mình nấu như thế này nè, mình nó sẽ không có bị chua ha. Còn bí non thì nó hay bị chua. Bạn thấy hấp dẫn ghê ha. Bí thì rất là mau chín nên các bạn canh đậu xanh của mình chín rồi đó thì các bạn hãy cho bí vô. Bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn ha. Mình cho đường thốt nốt nè. Đường phèn. Ở đây khẩu vị thì tùy theo từng người nha. Bạn nào thích ăn ngọt thì mình cho nhiều một tí. Bạn nào thích ăn lạt lạt thôi thì mình bớt lại ha. Vani thì mình cho một ít thôi cho nó thơm thôi. Và mình sẽ giảm thêm ít muối cho đậm đà. Rồi các bạn ơi, bí của mình đã cong rồi nè ha. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình thưởng thức món chè đậu xanh bí đao của mình nha. Vậy là cả nhà ơi, mình đã hoàn thành xong món chè đậu xanh nấu bí. Thì chúc bạn cũng thành công với món chè này nha. Rất là mát nha mọi người. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử thôi. Chè đặc biệt rất là ngon mọi người ơi, có thêm cái phần bí nữa nè. Ăn nó mát mát, nó thanh thanh, nó ngon lắm. Bạn nên nấu thử món chè này nha, quá ngon.